Thưa quý vị, chiều 12 tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hữu Hiệp được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức thay ông Nguyễn Văn Hiếu, trước đó đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, 55 tuổi, quê tỉnh Bình Dương, có trình độ cử nhân sử, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Hữu Hiệp từng giữ các chức vụ gồm Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Trợ lý Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 3 thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Quận ủy Quận Gò Vấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.